Một sản phẩm mà giúp chúng ta có thể làm sạch toàn bộ bụi bẩn này, giúp chúng ta có thể chăm sóc sâu từ bên trong làn da mình đấy, thì tại sao các bạn không sử dụng và chia sẻ với tất cả những người xung quanh chúng ta để chúng ta luôn luôn được sở hữu một làn da đẹp? Dạo gần đây thì Quỳnh mới nghe một sản phẩm, đó là gel rửa mặt Hàn Quốc rất là hot. Và cái sản phẩm này thì được phân phối độc quyền bởi GHB do chị Ngọc Trinh Idol Quỳnh làm CEO. Thế nên là khi mà Quỳnh nghe thấy đó, Quỳnh rất háo hức là phải có ngay sản phẩm này. Và có một điểm đặc biệt, đó là sản phẩm này được sản xuất từ công nghệ tế bào gốc. Thì tế bào gốc thì ai cũng được nghe rồi đúng không? Bản thân Quỳnh cũng được nghe bởi cái sự đắt đỏ hay từ các công dụng của nó. Thế nên là thêm một động lực nữa để Quỳnh có thể mua ngay sản phẩm đó về. Và đây chính là sản phẩm Quỳnh giới thiệu với mọi người, đó là gel rửa mặt tế bào gốc Pure. Cảm nhận đầu tiên của Quỳnh khi mà Quỳnh được cầm sản phẩm này, đó là cái sự đắt giá của nó, cái sự sang chảnh của nó. Bởi vì là một chai mà 100ml như thế này thì có giá là 1.890.000, khá là mắc để cho một cái việc chăm sóc da. Nhưng mà không sao, Quỳnh nghĩ rằng là đắt sát ra miếng, thế nên là cái việc mình đang mong chờ cái sản phẩm mà có thể thay đổi làn da mình rất là nhiều. Và một sự tin tưởng nữa mà khi Quỳnh cầm cái sản phẩm này, đó là ở trên bao bì của nhãn hộp có đầy đủ tem, nhãn mác này, nhà cung cấp, nhà phân phối, hay tất cả hướng dẫn sử dụng hay là công dụng hay là cái gì đều ghi rất là rõ. Thế nên là cái việc an tâm từ Quỳnh nó rất là cao, mình không có nghi ngờ một chút gì nữa. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ sử dụng luôn sản phẩm để cho mọi người thấy nhá. Khi mà đọc công dụng của sản phẩm thì Quỳnh thấy ngoài cái việc rửa mặt ra thì nó có công dụng là giúp sạch bụi bẩn này, bã nhờn này, lớp trang điểm trên da. Nó giống như một cái bước tẩy trang đấy. Thế nên là nếu mà Quỳnh mà sử dụng kem chống nắng này hoặc là đánh một lớp nền mỏng thì Quỳnh nghĩ rằng Quỳnh có thể sử dụng sản phẩm này thay cái lớp tẩy trang đó, và nó vẫn làm sạch da chúng ta luôn. Màu vàng rất là sang chảnh. Bây giờ Quỳnh sẽ cho thử ra tay cho mọi người thấy cái chất gel nhá. Chất gel này thì rất là tinh khiết và đậm đặc. Cảm giác như là các loại serum mà mình đang sử dụng vậy á. Và sau đây thì Quỳnh sẽ sử dụng, một là MGU Pure và hai là Quỳnh sẽ sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt bình thường để cho mọi người thấy cái sự khác biệt rõ ràng nhất nhé. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ sử dụng mặt bên trái với sữa rửa mặt thông thường để cho mọi người thấy nhé. Ok, và Quỳnh đã xong cái nửa mặt bên trái với sữa rửa mặt bình thường, và bây giờ sẽ là Quỳnh sử dụng gel rửa mặt tế bào gốc nhé. Quỳnh chỉ để cho sản phẩm lên mặt này với massage, nó sẽ hòa tan cùng cái lớp makeup của Quỳnh, nhũ hóa ra thì có thể làm sạch hết lớp makeup cũng như là các cặn bẩn hay bụi bẩn trên mặt. Sau đó Quỳnh sẽ dùng một chút nước để massage. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ sử dụng toner để mình kiểm tra xem hai bên mặt của mình bên nào sạch hơn nhé. Như mọi người thấy thì bên mặt sử dụng gel rửa mặt tế bào gốc Pure thì hiện tại thì rất là sạch. Còn cái bên mà mình sử dụng sữa rửa mặt thông thường thì có rất nhiều phấn và không thể nào mà làm sạch được hơn nữa. Mỗi một lần chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần sử dụng 1 đến 2 giọt thôi, và tính ra như thế thì chúng ta có thể sử dụng chai này đến 3 đến 4 tháng. Chia đều ra thì Quỳnh nghĩ là nó lại không đắt như những gì mình nghĩ. Và cái bên mà mình sử dụng gel rửa mặt tế bào gốc thì cái cảm giác rít hay cảm giác rát mặt ở trên sau khi tẩy trang thì không có. Còn với cái bên mà Quỳnh sử dụng sữa mặt thông thường thì khi mà Quỳnh sử dụng toner lên thì Quỳnh cảm thấy nó hơi bị rát, bởi vì rằng là ở bên kia nó có một cái gì đó gọi là tẩy ra mặt mình nên mình sẽ hơi khó chịu một chút. Còn bên này thì cảm thấy rất là mềm, rất là mịn, rất là thoải mái. Và các bạn phải hiểu một điều rằng là khi mà mình chăm sóc da thì cái lớp da trong cùng mà chúng ta làm sạch ấy, thì nó chính là cái tiền đề để mà các bước dưỡng tiếp theo như toner này, kem dưỡng này, tinh chất hay tất cả các loại kem khóa thì chúng ta cần phải làm sạch, loại bỏ hết hoàn toàn các lớp makeup hay lớp bụi bẩn, vì nó cũng là một cái thành phần mà có thể gây nên mụn. Thế nên là cái việc mình sử dụng một cái sản phẩm tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tốt như vậy, nó là rất hữu ích cho cái việc mà bạn chăm sóc da bạn đẹp hơn hàng ngày nhé.
Và đó chính là tất cả những cái gì mà Quỳnh cảm nhận và chia sẻ về sản phẩm gel sữa mặt tế bào gốc này. Và với một sản phẩm mà giúp chúng ta có thể làm sạch toàn bộ bụi bẩn này, giúp chúng ta có thể chăm sóc sâu từ bên trong làn da mình đấy, thì tại sao các bạn không sử dụng và chia sẻ với tất cả những người xung quanh chúng ta để chúng ta luôn luôn được sở hữu một làn da đẹp?